chào các bác, xin tự giới thiệu, tôi là Lâm Văn Luân, là nhân viên chăm sóc khách hàng. Đồng hành cùng anh Đức Hưng là nhân viên lái xe của chuyến xe mang số 12115 khởi hành từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ. Thưa quý khách, thời gian xe chạy từ thành phố Đà Lạt đi thành phố Hồ Chí Minh trong khoảng từ 7 tiếng 30 phút đến 8 tiếng 30 phút. Xe sẽ dừng ở một số điểm để đón khách đã đăng ký trước. 30 phút của quán cơm Đồng Tháp để quý khách dùng cơm và nghỉ ngơi. 10 phút tại cây dầu Thanh Sơn để quý khách đi vệ sinh. Để đảm bảo vệ sinh và an toàn trong suốt hành trình, xin quý khách vui lòng không hút thuốc lá, không mang gia súc, gia cầm, chất dễ cháy nổ, vật có mùi nặng khi lên xe, cho rác và túi ni lông. Hành lý cá nhân trên xe quý khách vui lòng tự quản. Cảm ơn quý khách đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ vận chuyển của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi. Kính chúc quý khách phục vụ bình an, xin cảm ơn. Thưa quý khách, để không làm phiền quý khách khi đang nghỉ ngơi, quý khách vui lòng tự thu tiền xe. Quý khách đi dầu dây Biên Hòa thành phố vui lòng chuẩn bị 230.000, xin cảm ơn. Mày đứng ở cái khu của mày là tao.
thông tin nó thiệt, thông tin mày câu gì thôi nha. Rồi, cảm ơn thầy. Con nói chuyện đó phải sống đàng hoàng. Rồi, nó thương. Hiểu rồi, giờ anh nói ra chuyện sáng bắt ra. Mấy nhà của mày tới chốt ở nhà tao á. Chứ còn gì nữa? Đúng rồi, mày không có gắp chuồng, gắp dĩa, mày để ở ngoài, nó tiếp mấy đứa thì ăn cách á. Thì gì? Vẫn là bị ăn trộm rồi chứ. Thầm đau. Ở bên cạnh cho mày, mặc dù tao không làm gì cho mày, nhưng tao lo mấy cái gì lạc dạc này được rồi. Thầy gì?